Ok hello xin chào anh em nha Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình thì Trong video hôm nay thì mình sẽ review server về cái hoạt động tổng đồng viên liên minh cho mọi người ha Đấy là cái hoạt động mà dành cho liên minh Đó, Thường là nó sẽ diễn ra sau khi mà ly server của mọi người Đã chiếm gốc cây ly server xong rồi thì nó sẽ ra cái event này nha Thì sau khi xem xong video của mình á Thì mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một lượt like và đăng ký kênh nha Đấy. rồi xe cho bạn bè trong anh em liên minh cùng xem là anh em nào có nhu cầu nạp game bảo hành chiết khấu từ 15 đến 20% rẻ hơn so với từ nạp qua visa hoặc là momo thì mọi người có thể liên hệ mình qua số zalo 0888 nha mình có để ghi ở dưới phần bình luận á ok thì bây giờ mình sẽ review sơ qua thì cái này event này nó sẽ diễn ra trong vòng một tuần luôn nha mọi người. Thì trong vòng một tuần đó thì nó sẽ cho ra những cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này và mọi người sẽ có tối đa là 9 lần nha mọi người ha. 9 lần. Ở đây mọi người có thấy nè, ở đây là 9 lần. Ở đây thì mọi người ở chỗ cái cột nè. Ví dụ như là mình đã hoàn thành 5 trên 9 tổng tất cả nhiệm vụ ha Giờ mỗi nhiệm vụ tương đương với mỗi nhiệm vụ của nó thì nó sẽ có những cái độ khó khác nhau Những cái độ khó càng cao á, thì cái điểm nó nó càng nhiều nha mọi người Đấy, ở đây thì ví dụ như là chỉ có những người anh em phụ trách R4 hoặc R5 á Thì mới có, mới, 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 mới có, mới có thể ví dụ như là hủy bỏ nè Hủy bỏ hoặc là hủy bỏ những nhiệm vụ thôi Đấy, ở đây có một cái yêu cầu giúp đỡ đồng minh nè Nhiệm vụ giúp đỡ đồng minh rất là ngon nè Đấy, có cái nhiệm vụ giúp đỡ đồng minh rất là ngon này, Cái này dễ làm nè, thấy chưa Giúp đỡ đồng minh 35 lần Đấy Đúng. Đấy, quá ngon cái này là rất là dễ làm nha cái này là mới ra đấy hoặc là những cái thuốc bị bên thu thập đó là dễ dàng cho những anh em nào kề chay đó, thì anh em có thể chơi được đấy, đấy. hoặc là thể lực nè cái thể lực này thì uh, trong vòng 2 ngày là nó kia mình tốn 375 thể lực thì cũng ok những cái event option 300 400 nè đấy là những cái event ví dụ như là ngày mai hôm nay là ngày mình mình đang quay video là ngày 8 thì thì uh, mình đang quay là ngày 7 thì ngày 8 nó sẽ có cái event option thì mọi người có thể nhận nhận những cái một ngày nè nhận cái một ngày đấy những cái một ngày để mà mọi người sáng mai ra để mọi người làm đấy, thì nó khá là ok đấy còn cái bò rùa này cũng dễ đó chính là trong vòng 3 ngày mọi người đổi 12 lần Đấy, là ok Đấy, rất là ok nhưng có những cái nhiệm vụ khó ví dụ như là nó kêu mình nhận mảnh kiến đặc chủng này hay chơi trong vòng 4 ngày thì một triệu nhưng mà đây tới 4 ngày tới là nó không có event nhận mảnh kiếm đặc chủng thì thôi mình bỏ cái event này ra đi Đấy, mình sẽ không làm những cái nhiệm vụ này nha anh em Đấy, rồi event nghiên cứu này tăng lực chiến công nghệ 800k trên một một ngày mà tăng 800k điểm công nghệ thì cái cái nhiệm vụ này á, thì nó rất là khó tại vì 800k điểm công nghệ á, là mọi người phải biết là mọi người phải dùng speed rồi tài nguyên rất là nhiều mới lên được 800k công nghệ nên những anh em mà R4 R5 á, thì bỏ những cái nhiệm vụ này đi tại vì thật sự là nó rất khó để làm đấy Ok đó là mình review sơ qua và sau khi mà mọi người chơi xong á, thì nó sẽ tổng điểm kết quả ở đây và sẽ ăn được điểm theo mốc nha anh em ha ví dụ như là liên minh cấp 1 cấp 2 cấp 3 cấp 4 nè đây những những cái mốc này ví dụ như là mình sau em sáu điểm là đặt có 17 là đã nhận được hết những cái vật phẩm mới đây đấy 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 những cái vật phẩm ở đây ha đấy thường các bậc ba chọn một nè rất là ngon nha mọi người ha đấy rồi uh, xếp hạng liên minh thì trong top 3 liên minh top 3 liên minh thì sẽ được thưởng thêm cái 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 phần thưởng này nữa đây được kim cương này được được stock và được cái những cái trang bị cường hóa này khá là ngon top 3 liên minh mới được nha mọi người ha theo phần thưởng ở đây có một cái anh em chỉ cần lưu ý là đó chính là cái số lượng anh em em nhận anh em nhận là nó chỉ có tối đa 9 lần thôi anh em không làm hết như mình nè à. như mình thôi như mình nè à. mình 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 mấy ngày đầu mình ham quá mình nhận quá trời luôn mình nhận những cái khó mình thấy nhiều điểm mình là mình nhận mình nhận xong cái cái mình làm được cái mình hủy nhiệm vụ cái cái tới tới ngày hôm nay á mình 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 chỉ hoàn thành được có năm trên chín à phí hết bốn cái của anh em đấy trong nếu mà gặp những đơn liên minh mà họ đưa gắt á là chắc chắn là mình đã bị phạt rồi đấy anh em lưu ý vấn đề đó nha mình thấy cái nào ok nhận được kịp trong thời gian thì mình mới nhận thôi chứ không thể nào đừng có nhận xong mà hủy 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 nha anh em ha. mất cái lực của mình mất điểm rất là phí nha ok review sơ qua nha anh em ha ok hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha